Khoảng hơn 18 giờ ngày 16 tháng 6, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 6 tầng một tôm số 207 phố Định Công Hạ, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Ngôi nhà trên là cửa hàng bán đồ điện nước, từ tầng 1 đến tầng 3 được sử dụng kinh doanh, tầng 4 trở lên là nơi ở của gia đình. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 19 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Theo nhân chứng, vào khoảng hơn 18 giờ, họ phát hiện khói bốc lên từ tầng 4 của ngôi nhà rồi sau đó nhanh chóng lan lên các tầng bên trên. Các lực lượng tiếp cận từ phía ngoài ngôi nhà để chữa cháy cứu nạn. Cảnh sát tiếp cận hiện trường từ phía bên hông ngôi nhà khi lửa đang cháy dữ dội. Cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mệt nhoài sau hàng giờ chữa cháy cứu nạn. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn và thăm hỏi cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc công an thành phố Hà Nội, Đại tá Dương Đức Hải, phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo ủy ban nhân dân quận, ban chỉ huy công an quận Hoàng Mai trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Bữa tối muộn bằng bánh mì của các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau khi tiếp cận hiện trường nhiệt độ cao được dội nước làm mát cơ thể. Ngoài cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhiều lực lượng khác tham gia hỗ trợ. Đến hơn 21 giờ, thi thể các nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường. Người nhà nạn nhân được hỗ trợ rời khỏi hiện trường bằng xe cứu thương. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện về hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công điện nêu rõ, thời gian qua, chính phủ Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn. Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần gia đình người bị nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định bộ công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt hiệu quả thực chất các văn bản chỉ đạo của chính phủ thủ tướng về công tác phòng cháy chữa cháy song song đó là giả soát phân loại và có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ nhất là nhà ở có nhiều tầng nhiều căn hộ dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Các đơn vị địa phương khẩn trương soạn thảo trình thủ tướng ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện thiết bị sử dụng điện vân vân. Việc này phải báo cáo thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân các địa phương được giao chỉ đạo ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ gõ từng nhà, kiểm tra hướng dẫn người dân quản lý sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Tối ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội xảy ra một vụ cháy nhà dân trên phố Định Công Hạ quận Hoàng Mai, khiến 4 người chết. Tại hiện trường vụ cháy, theo ghi nhận, lối thang bộ và tầng 1, tầng 2 của căn nhà chất kín hàng hóa, gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng, vân vân gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu giá soát tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các nhà dân nhà trọ trung cư mini sau khi xảy ra nhiều vụ cháy thương tâm. Nhưng thực tế, các căn nhà kết hợp kinh doanh nhà trọ tại Hà Nội chưa đảm bảo về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 17 tháng 6, liên hệ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai để tìm hiểu thêm về công tác phòng cháy trên địa bàn, ông Nguyễn Minh Tâm, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai khẳng định, việc ra soát công tác phòng cháy chữa cháy ở quận là việc làm thường xuyên, nghiêm túc, bám sát các chỉ đạo của thành phố. Sự việc cháy nhà làm 4 người chết trên phố Định Công Hạ, vị này nói đây là sự việc không may. Về căn nhà bị cháy, ông Tâm cho biết, vì gia đình kinh doanh các hàng hóa vật liệu dễ cháy nên trước khi đám cháy xảy ra, chính quyền phường cũng đã yêu cầu chủ nhà cam kết đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời yêu cầu khắc phục các nguy cơ liên quan đến phòng cháy. Ông Tâm nói đây là sự việc bất khả kháng, chính quyền địa phương cũng đã vận động tuyên truyền hướng dẫn hộ dân này chú ý khắc phục các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuy nhiên vẫn xảy ra vụ cháy làm 4 người chết, đúng là không may trước câu hỏi tại sao dù phương quận đã yêu cầu khắc phục các quy định về phòng cháy nhưng tại hiện trường vụ cháy vẫn ngổn ngang hàng hóa chắn kín lối đi trách nhiệm của các đơn vị kiểm tra giám sát như thế nào vị lãnh đạo ủy ban nhân dân quận hoàng mai cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố để việc ra soát về công tác phòng cháy hiệu quả hơn ông tâm nói thêm hiện nay thành phố có yêu cầu báo cáo hai đợt ra soát các nhà trọ trung cư mini và các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn tuy nhiên quận sẽ không đợi tới hẹn báo cáo lên thành phố mới ra soát quận sẽ chủ động ra soát toàn bộ tại thời điểm này gần như là đã ra soát xong chúng tôi đã ra soát trước đó rồi chứ không phải là đợi vụ cháy này xảy ra mới ra soát Liên quan đến vụ cháy nhà ở phố Định Công Hạ, Phương Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lực lượng chức năng tìm thấy 4 thi thể gồm một người lớn và ba trẻ em. Danh tính 4 nạn nhân được xác định là MNH sinh năm 1971, NDDS sinh năm 2013, NZK sinh năm 2022 và NTA sinh năm 2018. Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 18 giờ ngày 16 tháng 6 tại căn nhà cao 6 tầng 1 tum, diện tích mặt bằng khoảng 120 m2, có thang bộ, một thang máy vân vân. Mặt tiền giáp phố Định Công Hạ, chiều rộng thông thủy khoảng 6 m. Ngôi nhà xảy ra cháy phía dưới gắn biển kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Ngay khi nhận được thông tin, công an thành phố Hà Nội đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113 công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội v.v. có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đến 19 giờ 30 phút, đám cháy đã được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể. Hiện tại, công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan, công an quận Hoàng Mai, phối hợp các cục nghiệp vụ công an khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.